Bí ẩn tác phẩm nổi tiếng phần 44. Đây là tác phẩm Teddy xin phâm the cơ dồ si của danh họa Jogil van der Uyden. Là một bức tranh chứa đựng nhiều bí ẩn và tạo cảm giác thần bí cho người xem. Bức tranh miêu tả cảnh Chúa Giêsu được tháo xuống từ cây thánh giá sau khi chết. Tuy nhiên, cách Jogil van der Uyden tạo ra sự chuyển động, sự biểu cảm của các nhân vật và ánh sáng đặc biệt đã tạo ra một tác phẩm đẹp đến mức gợi lên những cảm xúc mạnh mẽ và tư duy sâu sắc. Ngoài ra, một bí ẩn khác là sự tương tác giữa các nhân vật trong tác phẩm. Các nhân vật, từ những người đang tháo Chúa Giêsu xuống cho đến những người xung quanh, đều có biểu cảm đặc trưng và sự đau khổ được thể hiện một cách chân thực. Điều này gợi lên câu hỏi về mối quan hệ giữa họ và tác động của sự kiện đang diễn ra. Một bí ẩn khác của tác phẩm này là nguồn gốc của nó. Mặc dù chúng ta biết rằng Jogil van der Uyden đã tạo ra tác phẩm này vào thế kỷ 15, nhưng không có bằng chứng cụ thể về ai đã đặt hàng hoặc mục đích ban đầu của nó. Điều này tạo ra nhiều câu hỏi về lý do tại sao tác phẩm này được tạo ra và ý nghĩa mà nó mang lại cho người xem.